Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm bánh trung thu cầu vồng. Với cái cách chia sẻ của mình ngày hôm nay thì sẽ cho chúng ta bánh trung thu có những cái lớp ngàn lớp rất là đẹp nè, màu sắc thì cực kỳ bắt mắt luôn. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với bánh trung thu cầu vồng hoặc là bánh trung thu sắc màu nhé. Đó, mọi người nhìn vô nè, có những cái lớp rất là đẹp luôn và màu sắc thì tươi mới. Bên trong thì có nhân đậu xanh sầu riêng rất là hấp dẫn đấy ạ. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 150g bột mì đa dụng số 11. Kế tiếp thì mình sẽ có 60g nước. Ở bên đây thì mình có 1g muối nè. Rồi 30g đường xay. Thêm vào đây là 55g bơ lạc. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cái phần bột này vô một cái tô to để mình nhồi bột nha. Kế tiếp thì mình sẽ cho 1g muối nè. Thêm vào đây là đường bột. Mình sử dụng cái đường xay này á, thì cái vỏ bánh của mình nó nhồi nó mau tan ha. Rồi mình trộn đều cái phần bột và đường bột lên. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây là nước. Và nước thì các anh chị và các bạn cứ cho từ từ vô để cho cái hỗn hợp được nước này nó trộn chung với bột nhé. Rồi chúng ta sẽ nhồi nè, nhồi cho cái phần nước này nó chung hòa chung với bột và nó tạo thành khối nha. Khi mà mình cảm thấy nó hơi tạo thành khối rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho bơ lạc vô đây. Và cái bơ lạc này thì các anh chị và các bạn xách mong mỏng như thế này ha, để khi mà trong quá trình mình nhồi á, thì cái bơ nó sẽ có cái độ nóng của cái lòng bàn tay của mình, nó có nhiệt độ cái lòng bàn tay á, thì nó sẽ chảy ra ha. Và bơ này thì các anh chị và các bạn nên bỏ ở nhiệt độ phòng trước khi mà mình bỏ vô mình nhồi như thế này thì sẽ dễ hơn. Đó, và các anh chị và các bạn cứ nhồi cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái khối bột của mình nó đã tạo thành một khối tròn rồi, chúng ta sẽ ngưng nhé. Rồi sau một hồi mình nhồi thì mình cảm thấy rằng cái khối bột của mình nó đã mịn rồi nè. Và cái khối bột của mình nó đã tạo thành khối và cái vỏ bột nó mịn thì chúng ta sẽ ngưng nha. Rồi bây giờ thì mình kéo cái khối bột ra nè. Đó, mọi người nhìn thấy nó tương đối mịn nha. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái bột nó nghỉ. Mình nhồi một chút xíu nữa rồi mình để cho cái bột nó nghỉ nhé. Mọi người bóp vô mà mình cảm thấy rằng cái bột nó không còn dính tay nữa là được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo thành khối và mình sẽ để cho cái bột nó nghỉ. Và mình sẽ bọc cái màng thực phẩm lại ha. Đó, mọi người nhìn thấy nè, cái khối bột của mình nó tương đối mịn lắm ạ. Bây giờ thì mình sẽ tạo thành cái khối tròn như thế này. Và mình sẽ bọc cái màng thực phẩm lại và mình để cho cái bột nó nghỉ nha. Mọi người cuốn kỹ cái màng bọc thực phẩm lại. Còn nếu mà các anh chị và các bạn không có cái màng bọc thực phẩm thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái hộp kín hơi á, mình bỏ bột vô và mình cho nó nghỉ cũng được nha. Rồi mình sẽ để vô ngăn mát tủ lạnh qua đêm để ngày hôm sau cái bột của mình nó làm nó sẽ ngon hơn nhé. Rồi ngày trong cái đêm ngày hôm đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị 150g đậu xanh, mình cũng sẽ ngâm qua đêm. Cho vô một chút xíu muối để mình ngâm qua đêm, đậu xanh của mình nó không có bị chua nha. Rồi mình sẽ để ở đây và mình sẽ đậy nắp lại để qua đêm cho cái phần đậu xanh nó mềm. Sáng ngày hôm sau thì chúng ta sẽ mang cái phần đậu xanh này mình mang đi rửa sạch nhiều lần với nước nha. Đó, mọi người thấy không ạ? Sau một đêm á, thì cái đậu xanh của mình nó nở ra rất là to nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch và để ráo. Bây giờ thì mình sẽ đổ dùng cái nồi và mình tiến hành mình nấu đậu xanh nha. Mình làm cái phần nhân. Mình cho vô đây nước. Nước thì các anh chị và các bạn cứ cho cỡ tầm trên một đốt lóng tay là mình sẽ nấu cho nó mềm đây nha. Rồi sau khi nó sôi thì chúng ta sẽ vớt bỏ cái bọt này đi để cho cái phần đậu xanh của mình á, cái nhân được bảo quản lâu hơn nhé. Đó, mình vớt bỏ cái bọt nè. Và trong quá trình nấu thì các anh chị và các bạn thấy bọt thì chúng ta cũng sẽ vớt bỏ đi nha.
Rồi, với cái đậu xanh mình ngâm trong vòng qua đêm như thế này thì chúng ta chỉ cần nấu trong vòng 15 phút thôi là cái phần đậu xanh của mình đã mềm rồi đó. Đây là các anh chị và các bạn cứ canh tới khi nào mà mình nấu cái đậu xanh của mình mềm là mình ngưng nha. Rồi sau một hồi mình nấu thì mình cảm thấy rằng cái đậu xanh của mình nó đã mềm thì chúng ta sẽ sử dụng cái khuấy bột nè, rồi mình tán nhuyễn ra nha. Đó, mình cứ tán mít như thế đó, như vậy để cho cái phần đậu xanh của mình nó mịn ra. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây là 90g đường xay. Mình hòa tan chung với cái phần đậu xanh. Và khi mà mình sử dụng đường xay như thế này thì cái phần nhân của mình nó tan rất là nhanh luôn. Và lúc này thì cái đậu xanh của mình nó còn nóng nên là mình cho đường bột vô thì nó tan rất là nhanh nhé. Rồi thì mình cho thêm 10g bột bánh dẻo vô đây, để cho cái nhân của mình trong quá trình xên á thì nó sẽ kết dính và nó sẽ dẻo hơn nhé. Sau khi mà mình hòa tan cái bột bánh dẻo rồi thì chúng ta sẽ bỏ lên bếp và mình tiến hành mình xên nha. Mình đã đổ ra cái chảo để mình xên nhân cho nó dễ dàng nè. Rồi các anh chị và các bạn cứ xên, xên đều tay cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái nhân của mình nó dốc khỏi chảo là được. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu dầu ăn. Dầu ăn ở đây thì chúng ta sẽ cho thêm là 60g dầu ăn. Và cái lượng dầu ăn thì các anh chị và các bạn không đổ một lúc một vô cái phần nhân này. Mình làm như vậy thì cái phần nhân của mình trong quá trình xên á thì nó sẽ bị tắc dầu, nó không ngon. Đây là các anh chị và các bạn cứ cho từng ít một, rồi mình cứ xên cho tới khi nào mà cái đậu xanh nó ngấm cái dầu rồi thì chúng ta sẽ cho cái dầu mà mình cho vô đó nó ngấm hết rồi thì chúng ta phải cho cái lượng dầu mới nha. Và các anh chị và các bạn phải chịu khó trong quá trình mình cho dầu từng ít một như thế này để cho cái nhân của mình nó sẽ dẻo hơn và nó mịn hơn mà nó sẽ không có bị tắc dầu nhé. Đó, và cứ anh chị và các bạn cứ làm cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái nhân của mình xên dốc khỏi chảo là được. Video ngày hôm nay thì mình chia sẻ rất là kỹ, mình hạn chế cắt những cái bước nên là các anh chị và các bạn cảm thấy lâu quá thì thông cảm cho mình nha. Mình muốn chia sẻ rõ ràng nhất để cho các anh chị và các bạn làm thành công ngay lần đầu tiên xem video luôn đấy ạ. Cái phần xên nhân á, tuy nó dễ nhưng mà nó không có dễ đâu ạ. Đây là các anh chị và các bạn phải chịu khó một chút xíu để cho chúng ta có cái phần nhân mà nó không quá khô và nó cũng không có quá lỏng để mình đóng banh cho nó dễ dàng nha. Lúc này thì sau một hồi mình xên á, thì mình cảm thấy rằng cái nhân đậu xanh nó đã dốc khỏi chảo rồi nè. Thì các anh chị và các bạn miết lên. Và cái phần nhân như thế nào là đạt thì các anh chị và các bạn cảm thấy là mình đụng vô cái đậu xanh này nè, mình cảm thấy nó không còn dính tay nữa, chúng ta sẽ ngưng nha. Vì cái phần đậu xanh mà các anh chị và các bạn xên lâu quá thì nó sẽ bị khô, mà khô thì khi cái mình đóng bánh á thì cái nhân bánh nó không còn ngon nữa. Đó, mình cảm thấy mình đụng vô mình cảm thấy nó còn dính nên là mình đã xên cho tới khi nào nó không còn dính tay nữa nha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho 200g sầu riêng vô một cái chảo như thế này. Ở đây là 200g thịt sầu riêng nha các anh chị. Rồi thì mình sẽ cho thêm 30g đường nữa. Cái phần đậu xanh sau khi các chị các bạn bỏ ra khỏi chảo thì chúng ta sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm lại, mình bọc để cho cái phần đậu xanh của mình nó sẽ không có bị khô nha. Rồi sau khi mà mình sẽ cho đường vô thì chúng ta sẽ xên cái đậu xanh trên lửa để cho mình cảm thấy rằng mình xên cho tới khi nào mà cái đậu xanh của mình nó hơi trong trong lại là được rồi, mình không cần phải xên kỹ đâu. Lúc này ở gian bếp của mình rất là thơm luôn, tại vì cái đậu xanh mà mình xên trên nhiệt độ nóng á, thì nó rất là thơm luôn á. Rồi mình xên nó tan hết đường rồi nè, và mình cảm thấy rằng cái đậu xanh nó hơi trong trong lại như thế này là mình sẽ ngưng nha. Và khi mà mình ngưng rồi thì mình sẽ bỏ vô cái phần hỗn hợp đậu xanh một chút sầu riêng để cho cái phần nhân đậu xanh của mình nó thơm nha. Mình sẽ chia thành 3 phần, mình cho vô cái phần đậu xanh có tầm 1 phần, còn 2 phần còn lại thì chúng ta sẽ làm cái phần nhân sầu riêng tan chảy nha. Đó, mình trộn đều vô cái phần nhân đậu xanh.
Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ làm cái phần bột vỏ. Bột vỏ thì cái bột ruột chứ, thì chúng ta sẽ chuẩn bị 100g bột và mình cho 40g bơ vô đây, thêm 10g dầu ăn. Cái bột ruột còn được gọi là bột dầu đó, nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó tạo thành lớp nha. Thì các anh chị và các bạn coi tỷ lệ rồi mình sẽ làm theo để cho nó thành công nhé. Rồi mình sẽ nhồi lên cho cái phần bột này nó tan chung với bơ và nó tạo thành khối như thế này nè. Và đây là cái phần bột bột vỏ mình đã để qua tủ lạnh qua một đêm rồi đó, lúc này thì nó rất là còn cứng nha. Rồi sau khi mà mình tạo thành khối rồi, chúng ta sẽ mang ra mình chia thành những cái phần nha. Ở đây là mình sẽ chia ra 12 phần nha. Cái này là bột vỏ, bột ruột đó các anh chị. Mình sẽ chia thành 4 phần. Mình sẽ pha màu vô để cho nó đẹp nha. Ở đây mình có 4 màu nè. Màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu hồng và màu xanh. Thì các anh chị và các bạn cứ có cái màu nào mình thích màu nào thì mình có thể cho màu đó. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái tăm nè, mình chét nhẹ lên trên cái phần bột ruột đó. Mình sẽ chét nhẹ lên như thế này nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành mình nhồi cho cái phần bột dầu này nè, bột ruột này nè, nó lên màu đẹp nha. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy rằng nó chưa có lên màu đẹp, chưa có lên cái màu chuẩn thì chúng ta lại cho thêm một ít màu thực phẩm vô đây. Ở đây thì mình sử dụng cái màu thực phẩm nên là mình chỉ cần cho một chút xíu thôi là nó đã lên màu rất là đẹp rồi đó. Mình cứ nhồi miết cho tới khi nào mà mình lên màu đẹp là được nha. Rồi chúng ta sẽ gom lại để cho nó tạo thành một khối. Vậy là mình đã xong cái màu vàng rồi đó. Thì cứ các anh chị và các bạn cứ làm tuần tự cho những cái màu tiếp theo nha. Đó, mình lên màu như thế này là được rồi nè. Rồi ở đây thì mình đã làm xong màu hồng và màu tím rồi. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái màu xanh nè. Thì cái cách bước làm thì các anh chị và các bạn cũng đã thấy qua rồi đó. Thì mình cứ làm tuần tự như vậy, mình lấy cái tăm mà mình nhúng vô. Rồi mình nhồi bột cho lên màu như mình mong muốn là được. Rồi sau khi mà mình đã được cái màu như mình muốn rồi thì chúng ta sẽ gom bột vô tạo thành khối như thế này nha. Rồi thì sau một hồi mình tạo thành màu rồi thì từng những cái màu thì chúng ta sẽ chia ra nha. Đó, mình nắm dài dài như thế này. Mình sẽ chia ra nè. Mình sẽ chia thành là làm 6 nhé. Một màu vàng thì mình chia làm 6 nè. Rồi sau khi mà mình chia thành 6 phần bằng nhau rồi thì các anh chị và các bạn sẽ xe những cái viên dài dài. Đó, mình xe những cái viên dài dài như thế này nha. Và các anh chị và các bạn cứ làm tuần tự cho hết những cái màu kia. Và màu hồng nè, màu tím, màu xanh thì các anh chị và các bạn cũng chia thành 6 phần luôn nha. Cái món bánh này thì nó làm thật sự nó không có khó nhưng mà nó tỉ mỉ từng bước nên là nếu mà mình muốn thay đổi khẩu vị cho gia đình của mình thì mình phải chịu khó một chút xíu nha. Cái này cần sự khéo léo, thật sự là mình không có khéo léo lắm đâu nhưng mà mình mày mò rí thì mình cũng làm cho gia đình mình ăn được một cái món bánh cực kỳ bắt mắt luôn đó. Đó, mình chia thành 6 phần ha. Rồi ở đây thì tất cả các màu mình đã chia thành 6 phần và mình bọc cái màng thực phẩm lại để cho cái phần ruột nó không có bị khô nhé. Cái phần bột dầu nó không bị khô. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia cái phần nhân. Phần nhân ở đây thì mình sẽ chia thành 40g. Đó, sau khi mà mình chia 40g rồi thì chúng ta sẽ vo viên như thế này. Mình tạo một cái lỗ hổng nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt cái phần đậu xanh vô. Mình bắt cái phần đậu xanh thì mình tạo một cái lỗ hổng rồi mình sẽ bỏ cái phần đậu xanh vô nha. Và cứ lần lượt mình làm cho hết cái số nhân ở đây. Ở đây thì mình chia thành 12 nhân nha.
Và cái phần bột vỏ mình đã bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, bây giờ thì mình cũng sẽ lấy ra và mình sẽ chia thành 12 phần. Mình chia thành 6 phần chứ. Mình sẽ chia thành 6 phần ha, rồi mình sẽ cán ra như thế này nè. Mọi người nhìn thấy cái phần bột mà mình để cho nó nghỉ qua đêm á, thì cái phần bột của mình nó rất là mịn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ xếp những cái màu vô. Mình cho màu hồng, nè, màu vàng, màu xanh. Bây giờ mình cho màu tím vô. Rồi các anh chị và các bạn sẽ gấp. Mình gấp làm sao cho nó phủ hết cái phần bột vỏ, phủ hết cái phần bột ruột ha. Đó, để cho cái phần bột ruột nó không có lòi ra ngoài. Đó, mình úp lại. Sau khi mình úp lại rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cán bột nè. Mình sẽ cán đều ra. Rồi cán cho nó mịn ra nha. Cho nó dài ra. Mình cứ cán cho nó dài ra rồi. Mình cán ra dài cỡ tầm hơn một cái gang tay của mình. Rồi các anh chị và các bạn sẽ cuốn tròn vô như thế này nhé. Đó, rồi mình sẽ để qua một bên. Và mình cũng đã làm hết những cái phần còn đó rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái khối bột nào đầu tiên, mình làm đầu tiên đó, thì mình sẽ lấy ra trước rồi mình sẽ cán tiếp nè. Đó, bây giờ mình sẽ cán nha. Và các anh chị và các bạn cán càng dài thì khi mà các anh chị và các bạn cuốn vô thì nó tạo thành nhiều lớp hơn, càng nhiều lớp nhé. Rồi ở đây mình cán rất là dài luôn, mình cán cỡ tầm 25 cm đó. Rồi sau khi mà mình cán ra dài hết mức mà có thể của cái khối bột này rồi, thì các anh chị và các bạn sẽ nhấc cái khối bột lên và mình sẽ gấp lại làm đôi như thế này nha. Và sau khi mà mình gấp lại làm đôi như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cán thêm một lần nữa để cho tất cả các mép bột đó nó dính vô. Rồi mình sẽ nhấc lên, rồi mình sẽ cuốn tròn vô nè. Đó, mình cán cho nó dài ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ cuộn tròn vô. Thì như mình đã nói thì các anh chị và các bạn cuốn cán càng dài, cuốn nó nhiều lớp thì nó sẽ được nhiều lớp hơn nha. Sau khi mình cuốn tròn vô rồi thì chúng ta sẽ để qua một bên nha. Và cứ tuần tự làm cho hết cái số bột nãy mình chuẩn bị là được. Và sau khi mình tạo hình xong rồi thì những cái nào mình làm trước thì chúng ta sẽ mang ra mình cắt trước nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt đôi cái khối bột của mình ra nè. Thì 6 cái khối bột này thì chúng ta sẽ cắt đôi ra mình được 12 cái bánh nha. Đó, mọi người nhìn vô trong thì mình cảm thấy rằng nó đã tạo thành những cái lớp rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ ấn vô nè, mình ấn lấy cái tay mình ấn xuống. Đó, mình cán ra, mình cán cho nó dẹp ra nha. Và cái bánh này thì các anh chị và các bạn cứ khi mình cán thì mình cảm thấy rằng những cái lớp nào mà nó tạo thành lớp mà mình nhìn thấy đó, thì các anh chị và các bạn bỏ nó ra phía ngoài nha. Còn nhiều cái hôm bữa mình làm thì mình không có để ý, nên có nhiều cái mình để cái lớp nó vô trong thì khi mà mình nướng nó sẽ không có tạo thành lớp. Nên khi cán như thế này nè, các anh chị và các bạn cảm thấy rằng cái nào mà lớp thì chúng ta sẽ bỏ ra ngoài. Cái này nè, cái này mình làm mình không để ý nè, nên mình bỏ cái lớp vô trong, mình bọc vô trong, nên là khi mình nướng lên cái bánh của mình nó sẽ không có tạo lớp. Nên đây là một cái lưu ý nha, các anh chị và các bạn lưu ý. Mình cán mình cảm thấy rằng nó tạo thành cái lớp thì mình lệch cái lớp ra ngoài, để như vậy để cái bánh của mình nó tạo thành lớp ha. Mọi người nhìn vô cái bánh của mình nè, nó không có những cái lớp, thì cái bánh này khi mà mình nướng lên nó sẽ không tạo thành lớp nha. Những cái sau thì các anh chị và các bạn để ý và mình rút kinh nghiệm hơn nhé. Đó, bây giờ nè mình làm thêm một cái nữa. Khi mà mình cảm thấy rằng mình làm thì mình khi mà mình nướng á, thì mình thấy những cái lớp mình bỏ vô trong nó không tạo thành lớp, thì mình đã rút ra được cái kinh nghiệm như vậy rồi đó. Các chị và các bạn nhấc lên thì mình cảm thấy cái nào lớp á, thì mình sẽ để nó ra cái mặt ngoài nha. Đó, đây nè mọi người nhìn nè. Đó,
mình nhìn kỹ nha. Khi mà mình cán xong rồi mình thấy những cái lớp này mình để ra ngoài và mình bọc cái phần nhân vô đó. Thì cái phần nhân đậu xanh sầu riêng này nè thì nó rất là dẻo, nó rất là mềm, nên là chúng ta đóng bánh nó cũng hơi khó một chút xíu, nên là mình cần phải sự khéo léo một tí nha. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ tạo hình hết những cái bánh của mình rồi mình bỏ vô. Đây là những cái bánh mình đã tạo hình xong nè. Mình sẽ làm nóng lò 180 độ trong vòng 10 phút trước khi mà mình bỏ bánh vô nướng. Sau khi nhiệt độ lò đã đạt được như mình muốn rồi thì chúng ta sẽ đặt cái bánh vô cái khay rãnh giữa nè, và chúng ta sẽ tiến hành mình nướng. Ở đây thì chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ là 180 độ, hai lửa trong vòng 20 phút nha. Chỉ cần sau 20 phút sau là chúng ta đã có những cái bánh cực kỳ đẹp và nó có những cái lớp rất là bắt mắt luôn đó ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm bánh trung thu ngàn lớp cầu vồng. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một tinh thần cánh cụ vỡ nha. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bạn hỗ trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Chúc các bạn thành công với chia sẻ của mình nha. Và xin chào các anh chị và các bạn. Hẹn các anh chị và các bạn vào video tiếp theo ạ.